Đây mới vô cái buồng chuối này nó già rồi, giờ nó chín bối luôn nữa bạn. Có điều giờ chặt nó hơi cực là nó sẽ rớt xuống dưới sông. Bây giờ cũng phải chịu thôi. Đó, cái bụi nó nằm sát mấy sông nè. Đó. Giờ mình chặt thì bắt buộc rồi. Nó cao quá mà. Nó sẽ rớt xuống sông. Vậy là bữa nay thấy te tua nữa rồi đó. Thôi giờ mình đi chặt đi, đến hồi chim ăn. Hôm qua mới thu một buồng luôn. Chim ăn hình trái, bữa nay chín bối nữa, chặt luôn. Giờ bỏ máy xuống đi đốn cái buồng chuối này nha mấy bạn. Mới chặt nó mới rớt xuống sông bạn, bởi giờ nước nhem. Đó, hai trái chín bối ha. Đây. Đó, bắt buộc nó phải rớt xuống sông rồi. Đó. Rồi chừng nào rảnh đi chặt cái gốc nó. Đi xuống ba cỏ nó ngứa bạn, chắc có sâu quá. Rồi, chú chín bối ha, ngon lành cành đào, chú sim đen nha, chú này ngon. Rồi, mình đi kiểm sơ sơ, mình thấy trứng ốc nè bạn. 1, 2 ha, gặp kia ổ nữa kìa. Đó, rồi, chà, che cánh dịch, cố gắng tới sắp tới dịch cho bạn coi. Đây, ha, 3 ha, không biết còn ở trên bờ không, nãy giờ, xếp đập ổ. Đây, xếp đập ở này 4 ổ ha. Ở đây mấy bạn ơi, quá trời rồi. Ây da, khoan từ từ. Đi bò vậy đó. Đây. Nè mấy bạn thấy ở đây 2-3 ổ nữa không? Nha. Đây nữa nè. Đó. Dạ có một chỗ này mà nhiều quá ha, mới kiểm sơ sơ ở đây thôi. Thôi giờ mình bắt đầu mình đi lụm trứng ốc đi nha. Rồi. Đây, lụm ổ này trước đi. Mình phải chịu khó vậy đó, lụm về mình ấp nó nở nó mới nhiều, chứ để ngoài thiên nhiên vậy nè mấy bạn là bị con này con kia ăn chừng. Để này đỡ đi ha. Đó, giờ bò xuống dưới cái cây này, trời ơi đây ngổ nữa mấy bạn. Không thấy đó, mới quay qua thấy nè, lụm ổ này trước, trời ơi bỏ dép mấy bạn ơi, ngồi mé mé đìa nè, sợ nó tuột dưới đìa ghê luôn. Trời ơi. Sơ sơ ha, 2 ổ rồi. Đây. Rất là nhẹ nhàng. 3 ổ. Bốn ổ, còn cái miếng nhỏ đó là nó có mấy trứng rồi bạn, bỏ lại đi. Rớt nè. Rồi qua bên đây. Chưa đi được nữa bạn, đây ngổ nữa, cặp ngay đó luôn. Đây. Ý là hôm ngày ba mình bắt ăn hoài luôn á, nhưng mà chừa mấy con to lại vậy đó. Đó, giờ 5 ổ rồi, qua lại là chỗ nãy bạn ơi. Đây. 6 ổ. Tiếp tục bên đây. Cũng kỹ kỹ để đạp lên nhỏ. Đây. Đối với mấy em trứng là nhẹ nhàng vậy đó, cưng như trứng, hứng như hoa là có thật mấy bạn. Đây. Rồi giờ mình đi vòng nữa, mình kiểm cái cọn đâu nữa không các bạn ơi. Này mình mới sơ sơ có một chỗ này thôi đó. Ây da má ơi. Chúng cái cây. Rồi đi kiểm nữa. Mình thấy ngay gốc dừa này có ngổ nè các bạn. Để sao lấy nè. Khiều cái gốc dừa vô. Đây nè. Trời ơi nó đẻ chỗ nhiệt không à. Không xuống coi nào lọt đều luôn không ta. Đây. Đây. Rồi mấy cái trứng kia nó gớt lụm dưới nước. Phải chịu thôi các bạn. Đó. Qua tới đây thấy đây ổ nữa nè các bạn. Bữa nay nó đẻ nhiều rồi nè. Bắt đầu nó đẻ nhiều trở lại rồi đó. Cũng gần chục ổ rồi. 2, 4, 6, 8 gì?
10 ổ rồi ta. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ổ luôn rồi bạn. Đây, mình lấy cái chỗ mà mình ấp á. Mấy bạn coi nó đẻ luôn trong thùng nè. Đó, cặp mấy thùng rồi, thấy không? Nó buồn vui vô đó đẻ luôn. Mình khỏi lận. Đây, còn cái này là hãm gà mình ấp đây. Mình còn ấp bên kia một thùng nữa. Tại mình có giờ mình mới ấy thêm cái mương nhỏ mấy anh kia đó. Nên mình để bên kia nữa. Đây, còn cái này là mình để bên đây. Mình chia ra hai bên đó bạn. Đây, giờ chịu khó chất vô. Rất là nhẹ nhàng. Cái ổ này nó nở rồi nè bạn. Thấy con không? Đó. Và bỏ con nó xuống đè là được rồi đó. Mình thôi để đi. Đó. Dính tay mình luôn. Nặng quá mấy bạn ơi. Rồi đây. Giờ mình đẩy lại. Đây cái khăn ẩm ẩm nha. Đó, khăn ướt. Để lại cho nó ẩm. Rồi giờ mình để vô trong cái thùng mót nè. Cái thùng mót thì mình làm biến vớt ra vớt vô. Mình cắt cái đít luôn ha. Bỏ vô. Rồi đậy lại. Khi mà nó nở ra tự động nó rớt xuống cái lỗ của cái gỗ với bạn. Cái nó rớt thẳng xuống nước luôn ha. Khỏi mất công. Rồi xong. Đang đi vòng vòng kiểm đồ đi ngang qua cái mít bạn. Trời ơi nó thơm phức nữa rồi. Đó mấy bạn nghe bịch không? Đó. Mà nó hơi cao chắc mình cắt mình phải bỏ ngưng máy cái mình cắt mình bỏ nó xuống ha. Chín nữa rồi bạn ơi, ăn gì nổi. Ốc ăn không. Người ăn chắc cỡ gốc tư, còn nhiêu đem cho vậy đó, còn không là đem bỏ nguyên trái cho người ta luôn à. Đây. Mới cắt xuống, đâu để mình dạt thử cái mặt coi nó ngon không ha mấy bạn ha. Rồi. Mít này là ngon rồi. Thì kiếm chỗ dạt cái mặt nó này. Đây mấy bạn, mình mới dạt cái mặt nó nè. Trời mấy bạn thấy cơm nó vàng thật không? Đó. Không có sơ đen, sơ điếc gì hết nha. Ngon lành nha. Ha. Trời ơi, nó ngon dễ sợ. Mà thơm phức cơm vị cui nè. Mấy bạn thấy cái thịt cơm vị cui không? Chắc nó ngọt. Mới vừa leo lên trên cao đó bạn. Kiểm tra mít. Đây, cái chùm mít nè mấy bạn thấy không? Không gần cho bạn coi. Mấy bạn có thấy cái cuốn của cái chùm này nè, đó, cái cuốn của nó ra heo, nó đen rồi đó, là cái trái nó được rồi đó, mà bây giờ nó xa tít bồ khơi, bây giờ mình phải tìm cách thôi, đó, mỗi lần mà muốn ấy rồi, mấy bạn coi nè, đó, mình đang đứng trên cây cao, mà thấy ghê luôn, đó, rồi bây giờ phải đi tìm cách để hái cái trái bích đó thôi, đem cái máy lên nữa, trời ơi, rồi biết sao nữa. Rồi thôi, bên kia kìa, mít cây đó, cây bên kia nó mấy bạn thấy không? Đó, mọc đâu rồi, đó, mọc tú trời bồng không à. Rồi thôi, giờ tìm cách nghiên cứu, chắc chọt cho nó rụng, rớt xuống sân ta, cái mình lấy cây mình khèo. Rồi, hái nha. Bạn quay qua đây thấy cái trái mít này nè, chín rồi nè, mấy bạn thấy cái cuốn nó héo không? Đó, cái dạng nó héo rồi đó, nó thơm phức rồi. Giờ phải hái luôn trái đó, chà, lên kiểm mấy trái trên này nữa coi, đó. Cũng ngay cái địa điểm hồi nãy đứng nhưng mà bên kia nhánh bên đó mình mới hái rụng rồi đó. Bây giờ quay qua bên đây. Đó, bây giờ mình phải đi hái cái trái đó. Với đi kiểm mấy trái này coi. Rồi tiếp tục. Một hồi leo trèo, đây là cái trái đầu tiên này mình quay cho các bạn coi đó, nó chín nó héo cái cuốn đen nè, thấy không? Còn trái bên đây cuốn nó cũng vàng hết trơn nè, các bạn thấy không? Trái nào cũng thơm phức hết trơn. Đó, mới quay hái được hai trái. Trời ơi, trái này thì nó rớt nước, trái này rớt bờ, mệt quá. À, mới leo xuống giờ để cái bên đây như mình kiểm rồi không có, còn đằng kia cây nữa, cây thứ ba mà bữa mình nó mất hai trái đó. Rồi đây giờ mình đi lại đẳng mình kiếm rồi có trái nào không nha. Cây thứ ba mình mới vừa leo lên mình đếm còn được có 8 trái. Đây này đó, mà mình thấy có cái trái này được nữa bạn nè, quay cho bạn coi nha. Đây bạn nhìn cái cuốn của nó nè, thấy chưa, cái cuốn của nó vàng héo rồi, thấy không? Đó, thơm phức rồi, hái đi. Bây giờ, giật có nào gớt luôn trái kia không ta? Rồi, thiệt tình mấy bạn ơi. Đó, hái con trái này à. Mà trái kia nó buồn quá, nó nhảy trước rồi. Nó nói mày hái bạn tao. Tao chia tay mày trước. Rồi, quăng xuống mấy bạn ơi. Đó.
Thì trái kia không biết già chưa, nó chưa kịp dòm. Trái này bạn bạn coi nè, trời ơi, này nó chưa gì mấy ha. Trái nó to nè, muối nhiều nè. Đây đây cũng có mấy trái nữa nhưng mà chưa, cuốn còn xanh ha. Rồi leo xuống đó, nãy hai trái này mình mới hái nè, còn cái trái hái đằng cây kia nè, còn cái cây này trái này mới hái nè đó, còn trái đó nó tử ẹo đó, không biết nó chín chưa, nó già chưa nữa. Cái trái nè, trái này nó cũng già rồi mấy bạn ha, nó cũng già rồi đó. Nghe nghe tiếng chín khác ha, đây tiếng sống nè, nó còn băng 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 gọn này nè, bịch 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 ha. Đó rồi ba cái chín cây, trái đu đeo. Rồi đây được bốn trái rồi, đi vòng nữa coi còn gì không mấy bạn. Bữa nay vườn hước của mình nữa bạn, ăn mê không. Đây thấy không, buồn to to không nè đó, nhưng mà cái này còn non nhớ bạn, cái màu này là còn non nè, cái đó nó già hơn được một chút đó, nhưng mà chưa ăn được đâu. Trời ơi, còn ngoài mé sông nữa mà tiếc quá, mất cái bè cái không có đi đâu ngoài mé đó được. Này coi nè, lục bệnh đâu mà nó tấp vô quá trời quá đất. Cái này cũng còn non các bạn thấy không, đã ha. Đó, cái buồng này già hơn được chút nè, cái buồng này cũng già hơn được chút nè đó, chắc là khoảng 10 bữa nữa quá, từng lễ 10 bữa nữa mới có thu hoạch được. Chủ yếu đi lại kiểm tra cái buồng chuối này nữa bạn, nó bị mấy cái lá mít che đó, coi con nó chín chưa phải không, thấy không mấy bạn, thấy buồng chuối không ta, đó trời ơi che đậy không thấy gì trơn. Rồi thôi chắc nó chưa chín đâu. Đây mình có mấy kem, có kem mít bàn rồi bạn, trời ơi, trái đâu 20 kg có không ai ăn hết trơn. Cơm nó không có được ngọt thì mấy chứ cái nó cũng hơi nhỏ nhão, hơi giòn giòn, cái khúc đầu cái đít nó hơi nhỏ nhão, rồi mình ra mỗi lần có chín thì mình chặt dục mình cho không. Rồi xong nước thanh bình ha. Wow, đứng đây thơm mùi dừa nước lắm các bạn, thơm lắm. Cái ổi thấy trái cũng bự đâu, mình khám điện thổ nó coi coi nó có chín chưa. Ui trái cái do cái da nó vẫn còn hơi xanh nè bạn ha, tuy rằng nó to ha, mình phải đợi nó chín dữ dữ đó, nó mới ngọt cái loại này nè. Trời, quá trời nó đã đó, rồi mình để vài bữa nữa đi, cái nào cho nó bành bành này nè đó, hy vọng là đừng có ai đớp trước em nghe. Ôi ôi y chang nhau à cha, sắp tới mà thu chắc nhiều ạ. Hy vọng bên kia kìa, khám khám rồi còn trái nào không? Cái này cũng cỡ mấy cái này nhỏ khỏi khám, kiếm mấy cái này to to khám đó. Đây nè, đụng đầu hình như là nó chín hay gì á, kêu hái em đi hay gì á, cũng chưa thôi để chín chút nữa. Còn trái bự cũng nay khá lắm mấy bạn, nhiều chưa luôn. Dạ trái này cũng to vật vã nè. Cái ý của mình là phải để chín chút nữa nó mới ngon. Ôi dạ trời, mô Phật đừng ai ăn trước em. Trái này to nữa nè, trái này rồi, trái này chắc nó to chỉ gì ta. Rồi, cái này nó to lắm, mở 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 nó ra thử rồi. Đây em mở nó ra rồi, trời ơi to vật vã, nhưng mà bên đây chưa nè, thấy không. Ôi, lỡ rồi sao ta, không được, phải bọc lại, không bọc lại chim rồi nó mủ. Rồi vài bữa nữa rồi, vậy là nay ổi không có thu hoạch gì được hết. Thu hoạch của mình hôm nay là một buồng chuối chín ha, một trái mít siêu sớm ha, bốn trái mít tu nữ, rồi vô đây thôi đủ mệt rồi đó.